Chiều ngày 3 tháng 3, Công an huyện Bảo Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp truy bắt nhóm người nghi dùng súng cướp tiệm vàng tại huyện này. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 3 tháng 3, nhóm 4 người gồm 2 nam 2 nữ bất ngờ xông vào tiệm vàng BQ tại thị trấn La Uyên, huyện Bảo Bàng, dùng một vật giống súng ngắn để đe dọa, khống chế nhân viên và cướp đi số lượng lớn vàng có giá trị khoảng 800 triệu đồng. Sau khi gây án, các đối tượng này đã lên 2 xe máy, một xe biển số Thành phố Hồ Chí Minh và một xe biển số Bình Phước, chia ra hai hướng tẩu thoát khỏi hiện trường. Tại hiện trường, công an đã triển khai công tác khám nghiệm. Hiện công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với công an địa phương giáo diết truy bắt các đối tượng này. Trước đó vào ngày 7 tháng 2, trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũng đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Theo đó vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 7 tháng 2, một thanh niên mặc đồ đen, bịt khẩu trang, đeo ba lô, chạy xe Dream đến chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại trung tâm thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Anh ta đi vào trong giả làm khách rút tiền, ngồi đối diện với nữ nhân viên ngân hàng. Lúc này phòng giao dịch vắng người. Sau vài câu trao đổi, hắn tháo găng tay rồi đứng dậy rút súng, leo lên quầy giao dịch uy hiếp. Tiếp đó tên cướp tiến lại chỗ nữ nhân viên khác đang kiểm đếm một lượng lớn tiền, quăng ba lô yêu cầu bỏ tiền vào. Cô gái có vẻ do dự, hắn leo qua kính ngăn, liên tục dọa bắn khiến cô phải làm theo yêu cầu. Tên cướp đứng trên quầy thấy nữ nhân viên bỏ ít tiền vào ba lô thì leo vào bên trong, vừa lấy nhiều cọc tiền cho vào ba lô, hắn leo trở ra, chạy ra ngoài lên xe máy bỏ chạy. Sự việc diễn ra trong gần 1 phút 30 giây được camera an ninh ghi lại. Khi tên cướp phóng xe đi, bị bảo vệ và người dân vây bắt, hắn rút súng bắn trả nhiều phát khiến một bảo vệ bị thương rồi bỏ chạy hướng quốc lộ 20. Phía ngân hàng cho biết số tiền bị cướp khoảng 3 tỷ đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất hàng loạt camera an ninh truy tìm tên cướp. Nhiều lực lượng khác chốt chặn tại một số tuyến đường, kiểm tra các phương tiện trên quốc lộ 20 để phòng tên cướp tẩu thoát bằng xe ô tô, xe khách. Đến rạng sáng ngày 8 tháng 2, Nguyễn Thành Trung, 32 tuổi, nghi can cướp hơn 3 tỷ đồng của Vietinbank tại Lâm Đồng đã bị bắt tại Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Nguyễn Thành Trung ngụ tại xã Tam Bồ, huyện Di Linh bị bắt cùng toàn bộ số tiền đã cướp được. Nghi phạm khai từ huyện Di Linh đến Đức Trọng để thuê nhà trọ. Thời gian gần đây do kinh doanh bất động sản thua lỗ, nợ nần nhiều, Trung lên kế hoạch cướp ngân hàng sau đó sẽ trốn sang Campuchia. Cũng liên quan đến việc cướp ngân hàng, vào ngày 15 tháng 2, Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Đinh Khương Linh, 38 tuổi, trú tại xã Nghi Diên, thành phố Vinh về tội cướp tài sản theo điều 168 Bộ luật hình sự. Đinh Khương Linh bị khởi tố sau 12 ngày cầm dao đến phòng giao dịch Vietinbank ở thị xã Cửa Lò cướp 46 triệu đồng. Theo điều tra, vào khoảng 16 giờ ngày 1 tháng 2, Linh bị khẩu trang mà áo khoác, cầm dao xông vào phòng giao dịch Vietinbank ở phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò đe dọa các nhân viên. Linh nhảy qua bàn giao dịch cướp 46 triệu đồng, chạy ra ngoài lái xe máy tẩu thoát về hướng thành phố Vinh. Đến 16 giờ 30 ngày 3 tháng 2, Linh bị bắt khi đang lẩn trốn gần quốc lộ 1 ở xã Nghi Diên, thành phố Vinh, cách hiện trường gây án khoảng 15 km. Linh khai không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tham gia đánh bạc trên mạng dẫn đến thua lỗ, nợ nần nhiều. Cần tiền trả nợ vào dịp Tết, Linh mang dao đi cướp ngân hàng. Theo nhà chức trách, Linh có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 3 tháng 3, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Chu Văn An, sinh năm 1999 ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo đó, vào ngày 28 tháng 2, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận đơn trình báo của ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng tiểu ban quản lý di tích đình Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội, về việc bị kẻ gian đột nhập vào đình trộm cắp số tiền gần 50 triệu đồng trong két sắt. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự và Công an phường Mai Dịch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra truy xét, đội cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Mai Dịch đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trên là Chu Văn An. Vào khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 3, tổ công tác của hai đơn vị bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại một quán game trên địa bàn quận. Đáng chú ý, Chu Văn An đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó vào ngày 23 tháng 1, Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gây ra các vụ cậy phá hòm công đức, trộm cắp tiền gồm Nguyễn Mạnh Quỳnh, sinh năm 2008 ở xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Hà Kim Tuyến, sinh năm 2007 và Nguyễn Di Quân, sinh năm 2009, cùng chú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Trước đó vào ngày 8 tháng 1, những đối tượng này đã cậy phá 9 hòm công đức tại một di tích trên địa bàn xã Minh Quang, lấy mất khoảng 8 triệu đồng. Ngày 13 tháng 1, Công an huyện Ba Vì đã tóm gọn các đối tượng khi đang chơi bia tại một khu vực phường Tây Tịu, quận Bắc Từ Liêm. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định và hết tiền tiêu xài, nghiện bia nên Nguyễn Mạnh Quỳnh đã rủ Hà Kim Tuyến và Nguyễn Duy Quân đi từ khu vực phường Tây Tịu, quận Bắc Từ Liêm đến các đền chùa thuộc địa phận huyện Ba Vì để cây hòm công đức trộm cắp tiền.
Ngày 28 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Kim Huy, biệt danh là Bi Đầu Gà, 48 tuổi, ngụ tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, Huy là đối tượng cộng cán với đủ loại tiền án tiền sự như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy với tổng cộng gần 25 năm tù. Bản án mới nhất của Bi Đầu Gà là 9 năm tù từ năm 2014 về tội mua bán trái phép chất ma túy. Huy ra tù vào cuối năm 2023, dù không có việc làm nhưng bất minh về kinh tế, tiêu tiền hoang phí, quan hệ phức tạp với đối tượng có tiền án tiền sự, có dấu hiệu liên quan đến ma túy. Thời gian gần đây, trinh sát công an phát hiện Bi Đầu Gà có biểu hiện tái xuất mua bán ma túy nên lập chuyên án theo dõi. Đặc biệt, Bi Đầu Gà có cách thức độc lạ để cắt đuôi lực lượng trinh sát. Theo đó, mỗi lần ra đường, đối tượng không bao giờ dừng đèn đỏ, đồng thời thường xuyên điều khiển xe máy chạy ngược chiều với mục đích nhận diện người theo dõi. Qua thời gian củng cố chứng cứ, vào chiều ngày 6 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt quả tang Nguyễn Kim Huy tại bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng khi đang nhận gói hàng 50 gram ma túy dạng đá. Huy khai nhận vừa đặt mua số ma túy trên của người không rõ nhân thân, lai lịch với giá 15,5 triệu đồng mang về bán lại kiếm lời. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng đấu tranh. Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người điều khiển xe ô tô Mazda màu trắng dừng xe giữa đường chặn đầu xe buýt tại đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Hà Nội. Sau đó, thanh niên trong đoạn clip cầm một vật giống dao quắm, đe dọa mọi người trên xe buýt, rồi chém nhiều nhát vào lốp và thân xe. Sau đó, nam thanh niên lên xe bỏ đi. Sự việc được cho là xảy ra vào những ngày sát Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Clip trên sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số các ý kiến đều cho rằng hành động của chủ xe Mazda là vô cùng manh động, gây nguy hiểm cho người khác và coi thường pháp luật. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ. Ngày 28 tháng 2, công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến vụ việc đối tượng dùng dao đe dọa tài xế rồi chém vào xe buýt làm hư hỏng tài sản xảy ra trên đường Hoàng Quốc Việt, đoạn trước cổng trường Đại học Điện lực. Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Lê Tuấn Đức, sinh năm 1991, trú tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, công an xác định nam thanh niên điều khiển xe Mazda là Nguyễn Lê Tuấn Đức. Cơ quan công an đã triệu tập Đức đến làm việc nhưng người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an quận Bắc Từ Liêm đã vận động gia đình đưa Đức đến trụ sở cơ quan công an làm việc theo đúng quy định. Tại cơ quan công an, Đức khai do trong quá trình di chuyển trên đường đã xảy ra va chạm với xe buýt. Khi đến điểm trung chuyển trước cổng trường Đại học Điện lực, Đức điều khiển xe ô tô của mình phóng qua rồi dừng lại trước đầu xe buýt. Tiếp đó, Đức cầm hai con dao dạng dao quắm đi tới đầu xe buýt chửi bới, đe dọa, rồi chém vào kính chắn gió phía trước và lốp xe phía trước bên trái của xe buýt làm hư hỏng tài sản. Cơ quan chức năng xác định tài sản bị hủy hoại trị giá 18 triệu đồng. Căn cứ vào hành vi của Nguyễn Lê Tuấn Đức, công an quận Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ về hành vi hủy hoại tài sản.